Deku vốn là một chàng trai muốn trở thành siêu anh hùng mặc dù cậu không có năng lực gì cả. Nhưng anh hùng mạnh nhất thế giới All Might đã chuyển sức mạnh của mình cho Deku khi thấy cậu ấy là một người có tố chất. Và cậu ấy đã vào được trường đào tạo anh hùng có tên là UA nhờ vào cố gắng của bản thân. Trong mùa trước thì lớp của Deku đã bị tấn công bởi liên minh tội phạm do Tomura dẫn đầu, nhưng lớp Deku cùng với các giáo viên của trường UA đã có thể đẩy lui được bọn chúng. Nhà trường đã tổ chức một cuộc họp khẩn để củng cố lại an ninh sau cuộc đột kích của Tomura, và All Might nhận ra Tomura thực chất chỉ là một tên thanh niên bốc đồng mà thôi. Cho nên mọi người chắc chắn là vẫn còn một kẻ nào đó đứng sau lưng hắn. Deku lúc này đang cảm thấy rất buồn vì cậu ấy với các bạn cùng lớp chả làm được gì trong trận chiến với liên minh tội phạm cả. Và thầy chủ nhiệm Aizawa với 13 đã bị trọng thương khi đang cố gắng bảo vệ cả lớp, nên Deku muốn kiểm soát được năng lực One for All mà All Might ban cho cậu ấy để không trở thành gánh nặng nữa. Sáng hôm sau, cả lớp Deku đã xôn xao bàn tán với nhau về cuộc chiến với liên minh tội phạm, nhưng Mineta lại lỡ mồm nói quá to nên cậu ta đã bị Bakugo cho ăn chửi. Mọi người đã thắc mắc ai sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của bọn họ trong khi thầy Aizawa đang bị thương, nhưng bọn họ không ngờ là ông ấy vẫn lên lớp dạy dù cho đang phải băng bó khắp cả người. Aizawa cho biết rằng sắp tới trường UA của bọn họ sắp tới sẽ tổ chức một hội thao thường niên và để đề phòng bọn tội phạm lại tấn công nên an ninh lần này sẽ được thắt chặt gấp nhiều lần. Các anh hùng chuyên nghiệp cũng sẽ đến theo dõi hội thao này và bọn họ thường sẽ chọn những học sinh ưu tú nhất hội thao để làm phụ tá sau khi tốt nghiệp. Nên Aizawa muốn mọi người phải chuẩn bị mọi thứ thật là kỹ lưỡng trước khi tham gia hội thao. Đám bạn cùng lớp với Deku đứa nào cũng muốn được trở thành người nổi bật nhất tại hội thao, thế nhưng với cơ thể tàng hình của mình thì cô bạn Hagakure rất khó để có thể trở nên nổi bật. Còn Kyoka thì lại muốn thấy Denki bị đứt dây thần kinh mỗi khi cậu ta sử dụng năng lực quá đà. Và mọi người đã tỏ ra rất bất ngờ bởi Ochako có vẻ phấn khích hơn bình thường vì hội thao này. Hóa ra, Ochako muốn được nhanh thăng tiến trên con đường làm anh hùng để kiếm tiền phụ bố. Vì công ty xây dựng của bố cô ấy dạo này đang gặp khá nhiều khó khăn trong vấn đề tiền nong. Và từ khi còn nhỏ thì cô ấy đã từng tự hứa là sau này sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ có một cuộc sống thoải mái hơn. Deku với Tenya thấy mong muốn báo hiếu bố mẹ của Ochako là một điều còn trên cả tuyệt vời. Và All Might chợt đi tới rủ Deku đi ăn cơm chưa khiến cho Ochako tỏ ra bất ngờ đến phun cả dãi. Nhưng Tenya lại nghĩ ông ấy đã để ý đến Deku sau khi được cậu hỗ trợ trong trận chiến với liên minh tội phạm. All Might cho Deku biết rằng từ giờ ông ấy chỉ có thể sử dụng năng lực trong vòng 1 tiếng rưỡi vì ông ấy đã lỡ dùng năng lực quá thời gian trong trận chiến với lũ liên minh tội phạm. All Might muốn Deku phải cố thể hiện thật tốt trong hội thao bởi một ngày nào đó cậu ấy sẽ phải thay thế All Might để trở thành anh hùng mạnh nhất thế giới. Trong hội thao lần này không chỉ có mỗi khoa anh hùng mà những khoa khác cũng sẽ tham gia, nhưng Deku lại chẳng có một chút tự tin nào cả khiến cho All Might bực mình đến thổ cả huyết. Và All Might nói rằng Deku phải luôn nhắm đến vị trí đứng đầu thì cậu ấy mới thành công được. Học sinh từ các lớp khác đã kéo đến thăm dò lớp Deku để chuẩn bị cho hội thao bởi lớp A của cậu ấy là lớp đứng đầu trường. Nhưng Bakugo lại cảm thấy phiền hà rồi tức giận đòi đuổi cổ cái đám nhân vật quần chúng này. Tuy nhiên, một cậu bạn tới từ khoa nghiên cứu đại dương có tên là Hitoshi đã nói Bakugo là chớ vội tự đắc bởi vì những người thi đấu tốt trong hội thao có thể sẽ được chuyển lên lớp A khoa anh hùng. Ngược lại, học sinh ở lớp A cũng có thể bị đẩy xuống khoa bình thường nếu thi đấu không tốt. Nhưng Bakugo lại chẳng quan tâm làm cho một thằng từ lớp B có tên là Tetsu tỏ ra rất tức giận. Những ngày sau đó, Deku cùng với bạn bè trong lớp đều đã ra sức tập luyện để chuẩn bị cho kỳ hội thao năm nay, nhưng trong khi bọn họ đang mài giũa kỹ năng thì thằng Mineta lại tập bước cầm cúp luôn. Cuối cùng thì cũng đã đến ngày diễn ra hội thao hàng năm của trường EA và bên cạnh đấu trường còn mở cả một hội chợ cực kỳ lớn làm cho không khí ở đây rất náo nhiệt. Còn nữ anh hùng Mountain Lady thì thường tới đây rồi dùng mỹ nhân kế để ăn hàng miễn phí. Để cho công bằng thì các thí sinh tham gia đều sẽ phải mặc một bộ đồng phục giống hệt nhau và Soto chợt đến nói là cậu ta sẽ đánh bại Deku khi biết Deku luôn được All Might quan tâm. Nhưng Deku cũng nhắm tới giải nhất của hội thao nên cậu ấy liền chấp nhận lời thách thức của Soto. Ngay sau đó, hội thao vừa chính thức được bắt đầu thì toàn bộ khán giả đã tỏ ra rất là hồi hộp và Deku với tất cả học sinh năm nhất đã bước ra sân vận động trước sự hò reo của mọi người. Nhưng các học sinh khoa khác lại cho rằng bọn họ ở đây chỉ để làm nền cho khoa anh hùng mà thôi. Các anh em đã rất phấn khích khi biết trọng tài của hội thao là nữ anh hùng xinh đẹp Midnight và cô ấy đã mời Bakugo lên đọc lời tuyên thệ vì cậu ta là người đạt điểm đầu vào cao nhất trường. Nhưng Bakugo lại hứa là cậu ta sẽ giành được giải nhất làm cho mọi người tỏ ra rất là tức giận. Phần thi đầu tiên mà các thí sinh sắp phải tham gia chính là chạy đua quanh sân vận động này và bọn họ có thể tự do làm bất kỳ điều gì miễn sao cứ chạy tới đích là được. Tiếng còi vừa được thổi lên thì hàng trăm học sinh đã ngay lập tức xuất phát. Nhưng do đông quá nên Deku với mọi người đã bị mắc kẹt lại ở cánh cổng dẫn tới đường đua. Tuy nhiên, Soto đã đóng băng mọi người lại rồi nhanh chân chạy về phía trước và những học sinh khác của lớp A cũng đã sử dụng siêu năng lực để vượt qua đám đông rồi đuổi theo cậu ta.
Mineta đang định ném mấy quả cầu dính để giữ chân Soto thì liền bị một thứ gì đó đánh bay đi. Và hóa ra nhà trường đã chuẩn bị những con robot khổng lồ như hồi thi đầu vào để cản đường các thí sinh. Nhưng Soto chỉ cần một cái vẩy tay đã dễ dàng làm đóng băng cả một con robot. Soto đã chạy qua giữa hai chân của con robot bị đóng băng rồi tiếp tục hướng thẳng về đích. Còn Deku cùng với các thí sinh khác thì hiện vẫn đang bị cản đường bởi những con robot còn lại. Ichiro đã bị con robot do Soto đánh bại đè lên trên nhưng hên là cậu ta vẫn còn sống nhờ vào năng lực hóa cứng. Và thanh niên Tetsu thuộc lớp B cũng may mắn sống sót nhờ vào năng lực thiết thể của cậu ta. Bakugo đã dùng năng lực bộc phá của mình để bay qua người đám robot và thấy vậy thì cậu bạn Zero cùng lớp cũng đã trèo lên trên bọn robot bằng năng lực băng keo. Còn thanh niên mặt quạ Fumi Kage thì trèo lên nhờ một con quái vật dạng bóng sống trong cơ thể cậu ta. Ngay sau đó, các học sinh lớp A khác cũng đã mau chóng tiêu diệt hết những con robot còn lại và Deku đã nhặt được vỏ của một con robot hỏng rồi dùng nó để tiêu diệt một con robot khác. Sau khi lớp A tiêu diệt được hết đám robot thì mọi người liền tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Nhưng thử thách tiếp theo mà họ phải vượt qua chính là một cái vực có chiều rộng hàng trăm mét và họ sẽ phải bò trên những đoạn dây được nối với các quả núi ở giữa vực để qua bờ bên kia. Một cô gái tới từ khoa hỗ trợ cho rằng đây là cơ hội để cô ấy quảng bá các món đồ do cô sáng chế. Và khoa hỗ trợ được phép dùng các thiết bị hỗ trợ miễn sao đều do bọn họ tự sáng chế ra. Cô gái từ khoa hỗ trợ có tên là Mây đó đã bắn ra một sợi dây rồi đu qua vực nhờ lực đẩy từ đôi giày phản lực. Nhưng thấy vậy thì mọi người cũng không chịu thua rồi vội vàng đuổi theo cô ấy. Soto đã thành công vượt qua được cái vực này đồng thời Bakugo cũng đang theo sau cậu ta. Và mọi người không mấy bất ngờ về màn thể hiện của Soto vì cậu ta chính là con trai của anh hùng hệ hỏa mạnh thứ hai thế giới Endergore. Còn Deku thì vẫn đang cố gắng bò qua vực cùng với cái vỏ robot mà cậu nhặt được hồi nãy. Sau khi vượt qua được cái vực thì các thí sinh sẽ phải vượt qua một bãi mìn cực kỳ rộng lớn. Và mặc dù bãi mìn này không gây ra sát thương lớn nhưng cũng đủ để thổi bay những ai đạp phải. Ngay sau đó, Bakugo đã bay lên trước rồi tung ra một đòn bộc phá để cản đường Soto. Và Deku cùng với các thí sinh khác lúc này cũng đang cố vượt qua bãi mìn này ở phía sau bọn họ. Tuy nhiên, Deku lại nghĩ ra được một cách đó là đào hết mìn lên rồi chất chúng thành một đống. Và cậu ấy đã úp cả người cùng với tấm ván lên đống mìn đó tạo ra một vụ nổ cực kỳ khủng khiếp. Nhưng lực đẩy từ vụ nổ đó đã đẩy cậu ấy về phía trước vượt qua cả Soto với Bakugo. Thấy vậy thì Bakugo cùng với Soto đã phải vội vàng đuổi theo Deku. Nhưng vừa bắt kịp thì Deku liền đập tấm vỏ trúng một quả mìn ở dưới đất để cản hai người họ lại. Còn Deku thì đã thành công vượt qua được bãi mìn rồi nhanh chân chạy thẳng về đích trước sự hò reo của khán giả. Khi biết mình là người về nhất thì Deku đã mừng rỡ nhìn về phía All Might đang cổ vũ cho cậu. Và dù về thứ ba sau Soto nhưng Bakugo vẫn rất cay cú khi để thua Deku, còn thằng Mineta thì sử dụng những quả cầu dính bám lên người Momo để về đến đích. Các học sinh khác sau đó cũng đã lần lượt về được đến đích và nữ anh hùng Midnight cho biết là 42 thí sinh về đích đầu tiên sẽ được lọt vào vòng tiếp theo. Phần thi tiếp theo mà các thí sinh phải tham gia chính là mã chiến và bọn họ sẽ phải lập nhóm từ 3 đến 4 người rồi đi cướp băng buộc đầu của những nhóm khác. Điểm số của mỗi nhóm chính là tổng điểm của các thành viên ghi được trong phần thi chạy đua vừa rồi. Nhưng Deku đã đơ hết cả người khi biết điểm số của cậu ấy là 10 triệu vì cậu là người về nhất, nên những người có điểm thấp chắc chắn sẽ cố cướp băng buộc đầu của nhóm cậu ấy để có thể lật kèo. Điểm của mỗi đội sẽ được hiển thị ở trên khăn buộc đầu nằm trên trán của những người cưỡi và những cái băng mà bọn họ cướp được từ các nhóm khác đều sẽ phải đeo từ phần cổ trở lên. 42 thí sinh sẽ lập thành 10 cho đến 12 nhóm cùng lúc chiến đấu ở trên sân trong vòng 15 phút, nhưng bọn họ sẽ chỉ được sử dụng năng lực để cướp băng chứ không được đả thương đối thủ. Ngay sau đó, các thành viên trong lớp A đã tập trung lại để xin được lập đội cùng với Bakugo. Và Ichiro cho biết rằng với năng lực hóa cứng thì cậu ta sẽ trở thành một con chiến mã cực châu bò cho Bakugo ngồi trên tấn công. Còn Mineta thì khóc lóc xin được lập đội với cậu bạn Soji sáu tay vì chả có ai chịu lập đội với thằng này cả. Deku lúc này cũng chưa tìm được đồng đội với số điểm siêu khủng của cậu ấy, bởi vì không đứa nào muốn trở thành mục tiêu tấn công của các đội khác cả. Nhưng Ochako đã đề nghị được vào chung nhóm với Deku khiến cho cậu ấy vui đến phát khóc. Và Deku cho rằng lập đội với những người quen thì việc giao tiếp cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ngay sau đó, Deku với Ochako đã đến mời Tenya vào đội của bọn họ. Nhưng Tenya đã từ chối vì từ khi hội thao bắt đầu thì cậu ta vẫn luôn cảm thấy thua kém Deku. Và cậu ta đã vào đội của Soto để có thể vượt qua Deku mặc dù bọn họ là bạn thân của nhau. Tuy nhiên, Mei đột nhiên tới xin gia nhập vào đội của Deku. Vì cô ấy tin rằng gia nhập vào đội của người đứng đầu bảng thì sẽ được nhiều người chú ý tới. Và nhỏ này muốn lợi dụng Deku để quảng bá mấy món hàng do cô ấy tự làm. Khi thấy Deku có vẻ thích mấy món đồ của Mei thì Ochako liền tỏ ra hơi ghen tị và Deku cho rằng đội của cậu ấy lúc này vẫn cần thêm một thành viên có khả năng phòng thủ tốt. Nên cậu ấy đã chọn Fumi Kage với khả năng tấn công lẫn phòng thủ bằng cái bóng đen ở trong người. Sau khi các nhóm chỉnh đốn xong đội hình thì trận mã chiến cũng đã chính thức được khai màn
và bọn họ đã ùa tới đội Deku để cướp lấy 10 triệu điểm của cậu ấy mà không có một chút do dự. Một thanh niên lớp B trong đội Tetsu đã làm cho đất biến thành bùn để giữ chân cả đội Deku lại, nhưng Deku đã kích hoạt một cái máy phản lực của mây rồi thành công bay ra được khỏi vũng bùn. Và Kyoka đang định tấn công đội cậu ấy bằng cặp dây loa thì liền bị cái bóng của Fumi Kage cản lại. Nhờ khả năng làm giảm trọng lực của Uchako nên cái máy của mây mới đỡ được cả nhóm Deku, nhưng cậu ấy lại chỉ khen ngợi mỗi cái máy của mây khiến cho Uchako cảm thấy rất là khó chịu. Ngay sau đó, đội Deku đột nhiên dính phải một cục dính ở dưới đất và Soji đã cõng theo Mineta cùng Sui rồi dùng 6 cánh tay bọc lại để bọn họ có thể an toàn tấn công từ bên trong. Đội Deku vừa phi lên trời trốn thì Bakugo chợt bay theo tấn công nhưng Fumi Kage đã cản được cậu ta lại và Zero đã dùng năng lực băng keo của mình để có thể kéo Bakugo quay trở về đội. Tuy nhiên, một thanh niên học lớp B tên là Monoma đã nhanh tay giật được cái băng của Bakugo và cậu ta đã cố ý nói ra những lời khiêu khích khiến cho Bakugo cảm thấy cay không chịu được. Cho nên Bakugo quyết định là sẽ dạy cho thằng láo toét này một bài học rồi mới đi tìm Deku sau. Còn trong lúc này thì đội của Deku đã vô tình chạm trán với đội của Soto. Dù đã được Soji phòng thủ kỹ càng nhưng thằng Mineta vẫn để mất cái băng đội đầu, cho nên đội bọn họ đã chuyển sang chế độ tấn công rồi chạy đi tìm đội Deku với hy vọng lật kèo. Ngoài đội Soto cùng với đội Soji ra thì vẫn còn rất nhiều đội khác cũng đang đuổi theo đội của Deku. Nhưng Soto đã nói Denki phóng điện vào tất cả bọn họ còn Momo thì tạo ra một tấm vải cách điện. Và nhân lúc bọn họ đang bị giật thì Soto đã làm đóng băng mặt đất lại để giữ chân bọn họ ở đó. Do cái máy phản lực của mây đột nhiên bị hỏng nên đội Deku đã mau chóng bị đội Soto bắt kịp. Và Fumi Kage đã lo lắng cho biết rằng cái bóng của cậu ta sẽ bị yếu đi nếu như Denki phóng điện. Bởi vào buổi tối thì cái bóng của cậu ta cực kỳ mạnh nhưng nếu gặp ánh sáng thì nó lại bị yếu đi. Nhưng Fumi Kage tin rằng các thành viên trong đội Soto chưa có ai biết điểm yếu này của cậu ta. Sau khi bị Monoma trêu điên thì Bakugo đã nói cả đội lao lên cướp lại băng đội đầu từ Monoma. Nhưng Monoma đã né được đòn tấn công của Bakugo rồi đáp lại một quả bộc phá vào mặt cậu ta. Và khi Bakugo tiếp tục tấn công thì Monoma lại chặn được bằng năng lực hóa cứng giống Ichiro. Hóa ra, năng lực của Monoma chính là copy năng lực của người bị cậu ta chạm vào trong vòng 5 phút và đội Monoma đã chạy khỏi đó rồi tiếp tục khiêu khích làm cho Bakugo giận tím cả mặt. Trong lúc này, Soto đã tạo ra một bức tường xung quanh đội Deku để không cho họ chạy trốn, nhưng đội của Deku lại phòng ngự quá chặt chẽ làm cho đội Soto không thể cướp băng được. Tuy nhiên, Tenya đã dùng hết sức rồi kéo cả đội đi với tốc độ cực nhanh nên Soto đã lấy được cái băng đội đầu của Deku. Và sau khi di chuyển với tốc độ nhanh như vậy thì động cơ của cậu ta sẽ chết máy trong ít phút. Deku lúc này đã hoảng hốt nói cả đội phải cố gắng lấy lại 10 triệu điểm đó bằng mọi giá và cả đội đã nghe theo rồi cố gắng cõng Deku chạy thẳng về phía Soto. Bakugo đã bay tới chỗ Monoma nhưng lại bị một thanh niên có khả năng cô đặc không khí cản lại, nhưng cậu ta vẫn có thể đấm vỡ lớp không khí đó rồi cướp lại hai cái băng đội đầu từ Monoma. Và thấy không ăn nổi Bakugo nên Monoma quyết định là sẽ rút lui để bảo toàn điểm số hiện tại. Tuy nhiên, Bakugo vẫn cay cú nên cậu ta đã gõ đầu Ichiro rồi bắt cả đội phải đuổi theo Monoma và cậu đã lột hết số băng đội đầu mà Monoma đang có để không cho Monoma vào vòng trong. Khi tiếp cận được Soto thì Deku đã dùng một chút sức mạnh của mình để hất cánh tay của cậu ta sang một bên. Và Deku đã nhân lúc Soto còn đang luống cuống để cướp lại cái băng của mình, nhưng Deku lại lấy nhầm cái băng đội đầu 70 điểm mà Soto đã giật được từ đội khác trước đó. Bakugo cùng với đội của mình vừa tới được đây để góp vui thì cũng là lúc phần thi này kết thúc và khi biết đội Soto được đứng thứ nhất thì Bakugo đã rất cay cú vì đội cậu ta chỉ đứng thứ hai. Deku đã tỏ ra rất lo lắng vì chỉ với 70 điểm thì đội của cậu ấy sẽ không thể vào vòng trong được. Nhưng may mắn là Fumi Kage cũng đã giật được một cái băng 615 điểm từ Soto khi Deku hất tay cậu ta nên Deku đã khóc như mưa khi biết đội cậu ấy vẫn đứng được thứ tư để vào vòng trong. Sau khi phần thi thứ hai kết thúc thì ban tổ chức đã cho các thí sinh cùng với khán giả nghỉ ngơi trong ít phút và mọi người đang rủ nhau đi ăn thì Soto lại gọi Deku vào một góc để nói chuyện. Hóa ra, Soto đã từng thề là cậu ta sẽ không bao giờ sử dụng năng lực hệ lửa ở phía bên trái, nhưng vào những giây cuối của trận mã chiến thì cậu ta đã vô thức dùng nó khi bị Deku áp đảo. Soto cảm nhận được năng lực của Deku có phần nào đó rất giống với sức mạnh của All Might, nhưng cậu ta lại nghĩ Deku là con rơi của All Might chứ không hề biết Deku được ông ấy truyền sức mạnh. Soto cho biết rằng người cha Endeavor của cậu ta xưa nay luôn muốn vượt qua All Might để trở thành anh hùng mạnh nhất, nhưng biết rõ bản thân không thể làm được nên ông ta đã đẩy trách nhiệm đó cho con cái mình. Do con cái luôn có một phần năng lực giống với cha mẹ, nên Endeavor đã kết hôn với mẹ của Soto là một người có năng lực hệ băng rồi sinh ra cậu ta. Và ông ta hy vọng là với năng lực gồm cả băng với lửa thì Soto có thể vượt qua được All Might. Tuy nhiên, Endeavor lúc nào cũng hành hạ mẹ của Soto vì ông ta chỉ coi bà ấy như là công cụ, làm cho bà ấy tỏ ra căm ghét phần bên trái của Soto rồi đổ cả nồi nước sôi lên trên mặt cậu ta.
Soto cho rằng mọi chuyện đều là do bố cậu ta mà ra, cho nên Soto sẽ chối bỏ Endeavor bằng cách không bao giờ sử dụng ngọn lửa ở phía bên trái. Soto đã thách đấu Deku là vì thấy cậu ấy có năng lực tương tự All Might và Soto muốn cho Endeavor biết là mình có thể chiến thắng mà không cần dùng đến ngọn lửa. Nhưng Deku cũng sẽ không chịu thua bởi có rất nhiều người đang kỳ vọng vào cậu ấy. Các thí sinh đến từ 4 đội có điểm số cao nhất phần thi trước sẽ được tham gia vòng cuối cùng và trong vòng này bọn họ sẽ phải chiến đấu một với một ở trên võ đài. Midnight đang định cho các thí sinh bốc thăm để chọn cặp đấu thì cậu bạn Masirao của lớp A bỗng xin được bỏ cuộc vì Masirao không thể nhớ được thứ gì kể từ khi trận mã chiến bắt đầu. Cho nên Masirao không muốn tiếp tục thi đấu khi không biết tại sao cậu lại vào được vòng này. Và tương tự như Masirao thì một cậu bạn lớp B cũng không nhớ được gì rồi xin được bỏ cuộc. Midnight đã đồng ý cho bọn họ bỏ cuộc rồi chọn Tetsu cùng với một cô bạn tới từ lớp B có tên là Aibara thay thế họ vào vòng trong. Và trong trận đầu thì Deku sẽ gặp Hitoshi nên Hitoshi đã tới nói chuyện với Deku. Nhưng trước khi Deku kịp trả lời Hitoshi thì Masirao đột nhiên ngăn cậu ấy lại. Ngay khi vòng thi cuối cùng chính thức được bắt đầu thì Deku cùng với Hitoshi liền đi lên võ đài. Và Hitoshi đã nói những lời không hay về bạn bè cùng lớp của Deku làm cho cậu ấy rất tức giận. Nhưng Deku vừa đáp lại lời của Hitoshi thì cậu ấy lại đột nhiên đứng im như tượng trước sự kinh ngạc của mọi người. Hóa ra, năng lực của Hitoshi chính là tẩy não những người nói chuyện với cậu ta. Và mặc dù có năng lực điều khiển tâm trí cực kỳ mạnh nhưng Hitoshi vẫn không đăng ký vào khoa anh hùng. Bởi vì trong bài thi đầu vào của khoa anh hùng thì các thí sinh sẽ phải chiến đấu với đám robot, cho nên năng lực của Hitoshi sẽ không so bì được với những người có năng lực tấn công vật lý. Hitoshi vừa ra lệnh cho Deku đầu hàng thì cậu liền quay lưng rời khỏi võ đài trước sự kinh ngạc của mọi người. Và mặc dù đầu óc vẫn còn nhận thức nhưng Deku lại không thể điều khiển được cơ thể của cậu. Trước trận đấu thì Masirao đã nói cho Deku biết về năng lực tẩy não của Hitoshi. Và chính Masirao cũng đã bị Hitoshi tẩy não rồi bắt vào đội của cậu ta trong phần thi mã chiến. Nhưng khi đụng phải người cô bạn Aibara trong đội Tetsu thì Masirao đã lấy lại được nhận thức. Nên Masirao tin là chỉ cần cơ thể gặp chấn động thì năng lực tẩy não của Hitoshi sẽ bị hóa giải. Trước khi bước ra khỏi vạch sơn của võ đài thì Deku bỗng nhìn thấy 8 cái bóng ở phía đằng xa. Và Deku đã có thể cử động ngón tay của mình rồi tạo ra một cơn gió cực mạnh để thoát khỏi năng lực tẩy não của Hitoshi. Cho nên khán giả đã hò reo cực kỳ dữ dội vì bất ngờ trong khi Hitoshi thì lại tỏ ra rất là bối rối. Deku nhận ra những cái bóng hồi nãy đã giúp cậu ấy cử động được ngón tay và cậu ấy nhận ra bọn họ chính là những người đã từng sở hữu sức mạnh One for All trước đây. Hitoshi đã cố gắng nhử cho Deku nói chuyện để có thể kích hoạt lại năng lực tẩy não lên cậu ấy, nhưng lần này Deku đã không đáp lại rồi dùng hết sức của mình để vật Hitoshi một cú cực mạnh. Và do Hitoshi đã bị rơi ra khỏi võ đài nên Midnight liền tuyên bố Deku chính là người chiến thắng. Hitoshi đã từng muốn trở thành một anh hùng từ khi còn là học sinh cấp 2, nhưng với năng lực không phù hợp để chiến đấu được thì cậu ấy chẳng thể trở thành anh hùng được. Tuy nhiên, mọi người trong khoa nghiên cứu đại dương lại khen Hitoshi là đã chiến đấu rất hay. Và một vài anh hùng cũng cảm thấy năng lực của Hitoshi rất phù hợp để thẩm vấn phạm nhân, nên Hitoshi quyết tâm là cậu ta sẽ cố gắng hơn nữa để vào được khoa anh hùng trong tương lai. Ngay sau đó, Deku đã đi tới gặp bà cụ y tá để nhờ bà ấy hồi phục lại hai ngón tay bị thương. Và cậu ấy đã kể cho All Might biết chuyện những người sở hữu One for All trước đây đã hiện lên để giúp đỡ cậu ấy. Nhưng All Might lại tưởng rằng cậu ấy đã gặp ma vì ông chưa từng thấy những thứ đó bao giờ cả. Trong lúc này, Endeavor đã tìm gặp Soto để khuyên cậu ta sử dụng năng lực hệ hỏa ở bên trái. Nhưng Soto lại muốn chứng minh là cậu ta có thể chiến thắng mà không cần tới năng lực thừa hưởng từ Endeavor. Trong trận đấu thứ hai thì Soto sẽ phải đối đầu với cậu bạn Zero cùng lớp. Và vừa vào trận thì Zero đã tạo ra một đoạn băng keo cực dài để trói chặt cơ thể của Soto lại. Nhưng Soto lại tạo ra một cột băng khổng lồ phủ kín lấy người Zero cùng với một nửa sân vận động. Do không thể cử động được nữa nên Zero đã bị xử thua và Soto đã đi đến xin lỗi rồi làm tan băng trên người Zero vì hồi nãy cậu ta hơi bực mình một tí. Ngay sau đó, Denki đã lên võ đài để đấu với cô bạn xinh đẹp Aibara đến từ lớp B khoa anh hùng. Cho nên thằng này đã ngay lập tức ngỏ lời mời Aibara đi chơi với mình sau khi hội thao kết thúc. Tuy nhiên, Denki vừa phóng điện tấn công thì Aibara đã chặn được đòn đó lại bằng tóc của cô ấy và mái tóc của Aibara đã biến thành những đoạn dây leo rồi trói chặt Denki lại để giành chiến thắng. Nên Monoma đã quay qua chế giễu lớp A nhưng lại bị cô lớp trưởng lớp B có tên là Isuka xách cổ về. Denki đã bị biến thành một đứa chập mạch sau khi dùng chiêu quá mạnh trong trận vừa rồi, còn Deku thì đang lẩm bẩm phân tích năng lực của các thí sinh làm cho cả lớp thấy rất khó chịu. Trận đấu tiếp theo chính là trận giữa Tenya với cô bạn May tới từ khoa hỗ trợ. Và trước khi trận đấu diễn ra thì May đã đưa cho Tenya một bộ trang bị hỗ trợ do cô ấy chế tạo bởi vì May muốn có một trận đấu thật công bằng với Tenya. Tuy nhiên, Tenya vừa lao lên tấn công thì May đã vội vàng quảng cáo bộ đồ gia tốc mà cô cho Tenya mượn. Và ngoài bộ đồ gia tốc thì May còn quảng cáo cả đôi giày phản lực cho tới súng bắn lưới của cô ấy.
Mọi người nhận ra là con nhỏ Mây chỉ đang lợi dụng trận đấu để quảng cáo mấy món đồ tự chế. Và sau khi quảng cáo xong hết toàn bộ sản phẩm của mình thì Mây đã xin được đầu hàng, nhưng Tenia lúc này mới nhận ra là cậu đã bị Mây lợi dụng. Ngay sau đó là trận đấu giữa cô bạn da hồng Mina với thanh niên Aozama, và trận đấu vừa bắt đầu thì Aozama đã liên tục ưỡn bụng bắn laser về phía Mina để lấy lợi thế. Tuy nhiên, Mina biết được rằng Aozama sẽ bị đau bụng nếu bắn laser liên tục trong vòng 1 phút, nên Mina đã cố tránh hết những đòn tấn công của Aozama để chờ cho đến khi cậu ta kiệt sức. Ngay khi Aozama bắt đầu thấy đau bụng thì Mina liền bắn một dòng axit lên thắt lưng của cậu ta, và nhân lúc Aozama đang bối rối thì Mina liền lao lên đấm gục cậu ta để giành lấy chiến thắng. Tiếp theo đó chính là trận đấu giữa cô lớp phó Momo với Fumika, và Momo đã tạo ra một tấm khiên để chặn những đòn tấn công mạnh mẽ từ cái bóng của cậu ta. Nhưng Momo đã bị nó đẩy ra khỏi sàn đấu mà chưa kịp đánh được cú nào cả. Trận đấu thứ 7 chính là trận giữa hai thanh niên có năng lực hóa cứng Ichiro với Tetsu, và Ochako lúc này đang cảm thấy hết sức lo lắng vì đối thủ của cô ấy chính là Bakugo cục xúc. Cho nên Deku với Tenya đã cố gắng động viên để giúp cô ấy lấy lại được tinh thần chiến đấu, còn Ichiro với Tetsu thì đã đánh một trận bất phân thắng bại cho tới khi cả hai cùng bất tỉnh. Cuối cùng thì trận đấu giữa Ochako cùng với Bakugo cục xúc cũng đã chính thức được bắt đầu, và Deku nghĩ là nếu có thể chạm được vào người Bakugo rồi làm cho cậu ta lơ lửng thì Ochako nhất định sẽ thắng. Ochako đã ngay lập tức lao về phía Bakugo để chạm vào người của cậu ta, nhưng Bakugo lại tung ra một đòn bộc phá cực kỳ mạnh làm cho Ochako không thể tiếp cận nổi. Nhân lúc khói bụi đang bay mù mịt thì Ochako đã ném áo khoác của cô ra để đánh lừa Bakugo, và Ochako đã luồn ra sau để tấn công Bakugo nhưng cậu ta vẫn kịp thời hất bay được cô ấy đi. Ngay sau đó, Bakugo đã liên tiếp tung ra những đòn bộc phá về phía Ochako làm cho khán giả tỏ ra cực kỳ tức giận vì đánh với con gái mà Bakugo cũng không hề nương tay một chút nào cả. Tuy nhiên, Aizawa cho biết rằng Bakugo nhận thức được rõ Ochako là một đối thủ rất nguy hiểm, cho nên nếu như Bakugo không chiến đấu nghiêm túc thì cậu ta sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Trong lúc tránh những đòn tấn công của Bakugo thì Ochako đã chạm tay vào các tảng đá vỡ ở trên sàn đấu rồi cho chúng bay lên trời, và cô ấy đã thả cả một cơn mưa đá xuống đầu Bakugo. Ochako muốn nhân lúc Bakugo đang phải tránh né cơn mưa đá này để chạm vào người cậu ta, nhưng Bakugo lại thổi bay cả cơn mưa đá của Ochako bằng một đòn bộc phá mạnh kinh người. Và Ochako đã bị thương bởi áp lực từ vụ nổ nên cô ấy lúc này cũng không thể chiến đấu nổi nữa. Sau khi giành được chiến thắng thì Bakugo đã vô tình gặp được Deku ngay khi vừa đi vào trong. Và Bakugo tức giận cho rằng chính Deku đã chỉ cho Ochako kế hoạch mưa đá để hạ gục cậu ta. Nhưng Deku đã ngay lập tức phủ định điều đó vì toàn bộ kế hoạch đều là do Ochako tự nghĩ ra. Deku đã rất là ngạc nhiên khi thấy Ochako vẫn tỏ ra vui vẻ sau trận thua thảm hại trước Bakugo. Còn Ichiro đã thắng được Tetsu trong một trận vật tay do ban tổ chức sắp xếp để vào vòng trong, và để thể hiện tinh thần thượng võ thì cậu ta đã đưa tay ra đỡ Tetsu đứng dậy. Mặc dù bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng Ochako vẫn rất buồn khi bị thua rồi gọi điện về khóc nhè với bố mẹ. Nên Tenya đã hoảng hốt thấy Ochako đi ra khán đài với một đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều, và trận đấu đầu tiên của vòng thứ 2 chính là trận thư hùng giữa Deku với Soto. Mọi người đã tỏ ra rất phấn khích vì Soto với Deku là hai thí sinh thể hiện tốt nhất từ đầu tới giờ. Và Soto đang định tạo ra một cột băng để tấn công thì Deku liền búng tay một cái thật mạnh để phá hủy tảng băng đó. Deku sau đó đã búng tay liên tục để cản những đòn tấn công bằng băng của Soto, nhưng mỗi lần búng tay như vậy thì ngón tay của Deku cũng sẽ bị tổn thương rất là nặng. Cho nên Deku chỉ có tổng cộng 8 lần búng tay để chặn các đòn tấn công của Soto lại mà thôi. Sau khi Deku sử dụng hết cả 8 ngón tay thì Soto liền lao đến để đánh cận chiến với cậu ấy, và thấy chân của mình sắp bị đóng băng thì Deku đành phải tung ra một cú đấm để đẩy lùi Soto. Soto đã tạo ra một tảng băng ở sau lưng để không bị rơi khỏi võ đài bởi cú đấm vừa rồi của Deku, còn cánh tay trái của Deku thì đã bị thương sau khi tung ra một cú đấm mang 100% sức mạnh. Nhưng khi Soto tiếp tục đẩy một cột băng về phía Deku thì cậu ấy vẫn cản lại được bằng cách sử dụng ngón tay gãy. Deku đã nhận ra là Soto cũng đang dần kiệt sức sau khi sử dụng năng lực hệ băng nhiều lần. Và Deku tin là Soto sẽ không thể chiến thắng nếu chỉ dùng một nửa sức mạnh, nên Deku đã nói Soto dùng luôn cả năng lực hệ hỏa ở phía bên trái để đánh với cậu ấy. Vừa nghe được những lời đó từ Deku thì Soto đã tức giận lao lên tấn công cậu ấy, nhưng Deku đã cố gắng điều chỉnh để tung ra một cú đấm chỉ mang 5% sức mạnh vào ngay bụng của Soto. Và những đòn tấn công của Soto lúc này cũng đã bắt đầu chậm dần đồng thời yếu hơn trước. Sau một hồi chiến đấu căng thẳng thì Deku với Soto vẫn không thể phân định được thắng bại, và Soto đột nhiên nhớ lại những tháng ngày bị Endeavor bắt phải tập luyện liên tục khi còn bé. Mẹ luôn là người an ủi Soto mỗi khi cậu cảm thấy buồn, nhưng do bị Endeavor đánh đập nên bà ấy đã phát điên rồi đổ nước nóng lên mặt trái của cậu. Và cho rằng mọi chuyện đều là lỗi của Endeavor nên xưa nay Soto chỉ dùng năng lực băng của mẹ chứ không dùng ngọn lửa của bố. Tuy nhiên,
Deku lại cho rằng ngọn lửa đó là sức mạnh của riêng Soto chứ không phải của ai cả, và sau khi được Deku thông não thì Soto liền dùng ngọn lửa bên trái để chiến đấu với cậu ấy. Nhưng Soto cùng với khán giả lại không hiểu tại sao Deku lại cố gắng khích lệ đối thủ của mình, còn Endeavor thì đã tỏ ra rất vui sướng ở ngay trên khán đài khi thấy Soto chịu dùng ngọn lửa. Ngay sau đó, Deku với Soto đã dùng hết sức mạnh trong người để tung ra một đòn quyết định, và đòn tấn công khủng khiếp của bọn họ đã thổi bay cả võ đài trước sự kinh hãi của mọi người. Nhưng Deku đã bị rơi ra khỏi sàn đấu trong khi Soto vẫn còn có thể đứng vững, cho nên Midnight đã nhanh chóng tuyên bố người chiến thắng trong trận vừa rồi chính là Soto. Sau khi trận đấu kết thúc thì Endeavor đã đi đến gặp Soto để chúc mừng chiến thắng của cậu, nhưng Soto vẫn chưa chịu tha thứ cho những điều mà Endeavor đã gây ra với mẹ con cậu ta. Và hồi nãy Soto sử dụng ngọn lửa là vì sự khích lệ từ Deku chứ thực ra cậu ta vẫn không muốn dùng đến nó. Deku đã được đưa đến phòng của bà cụ y tá để chữa trị hai cánh tay cho cậu ấy, và Deku cảm thấy rất có lỗi khi không thể đáp lại được sự kỳ vọng mà All Might dành cho mình. Deku cũng hiểu rõ rằng chính việc khích lệ Soto đã khiến cho cậu phải chịu thất bại thảm hại, nhưng All Might biết cậu ấy làm điều đó là vì muốn giúp Soto thoát khỏi sự dày vò trong lòng. Ngay lúc đó thì trận đấu giữa Aibara với Tenya vừa mới được bắt đầu, và Tenya đã chạy với một vận tốc cực nhanh rồi đẩy Aibara ra khỏi sàn đấu để giành chiến thắng. Mina cũng đã bị loại khỏi cuộc chơi khi đối mặt với Fumikage cùng với cái bóng đen của cậu ta. Và sau khi được chữa trị thì vết thương của Deku đã để lại di chứng vì cậu ấy vẫn cố sử dụng năng lực dù tay đã bị gãy. Deku đã buồn bã cho rằng nếu All Might chọn một người có năng lực để kế thừa One for All thì sẽ tốt hơn cậu. Vì với năng lực có sẵn cộng thêm One for All thì họ sẽ thành một anh hùng bất bại. Nhưng Deku đã tỏ ra rất kinh ngạc khi biết được rằng All Might cũng chính là một người vô năng. Và All Might chọn Deku là vì cậu ấy đã làm cho ông nhớ lại được bản thân của mình trước đây. Tenya lúc này đang gọi điện cho ông anh trai Ingenium để thông báo về chiến thắng của cậu ta. Nhưng Ingenium đã không trả lời vì anh đang phải truy bắt một tên tội phạm được gọi là kẻ giết anh hùng Stain. Trận đấu thứ hai trong vòng đấu này chính là trận đấu giữa Eijiro với Bakugo. Và ban đầu những đòn bộc phá của Bakugo chả ăn thua gì với cơ thể cứng như thép của Eijiro. Nhưng Eijiro lại chỉ duy trì năng lực hóa cứng được có vài phút nên cậu vẫn bị Bakugo đánh bại. Trong trận đầu tiên của vòng bán kết thì Tenya sẽ phải đấu với Soto, và Tenya đã cho động cơ của cậu ta chạy hết công suất rồi cố gắng kéo Soto ra khỏi sàn đấu. Nhưng Soto đã nhanh tay đóng băng cả người của Tenya để giành chiến thắng. Tiếp theo đó chính là trận bán kết thứ hai giữa Bakugo với Fumikage. Và cái bóng đã gặp khá nhiều bất lợi khi gặp phải ánh sáng từ mấy phát bộc phá của Bakugo, cho nên Fumikage đã nhanh chóng bị Bakugo đánh bại rất dễ dàng. Mẹ của Tenya chợt gọi điện báo cho cậu biết là Ingenium đã bị kẻ giết anh hùng Stain đánh bại, và gã Kurogiri đột nhiên mở cổng dịch chuyển đến chỗ Stain để mời hắn ta về gặp Tomura. Soto đang ngồi ở phòng chờ để đợi tới trận chung kết thì Bakugo đột nhiên đạp cửa xông vào, và khi thấy Soto không quan tâm tới lời mình nói thì Bakugo đã tức giận làm cháy luôn cái bàn. Tiếp đó Bakugo liền yêu cầu Soto phải dùng phần lửa để đánh với cậu ta trong trận chung kết. Ngay sau đó, trận chung kết giữa Soto với Bakugo cũng đã được bắt đầu trước sự phấn khích của khán giả. Và Soto đã tạo ra một tảng băng khổng lồ để nhấn chìm Bakugo cùng với võ đài, nhưng Bakugo đã dùng năng lực bộc phá để đục thủng một lỗ trên tảng băng để thoát ra ngoài. Trong lúc đang cảm thấy bối rối thì Deku lại tiếp tục khích lệ Soto để cậu ấy sử dụng ngọn lửa. Và khi thấy ngọn lửa vừa bốc lên từ người Soto thì Bakugo liền xoay người rồi lao về phía cậu ta như một cơn lốc. Tuy nhiên, khi hai bên chuẩn bị va chạm thì Soto lại tắt ngọn lửa của cậu đi, và đòn tấn công của Bakugo đã tạo ra một vụ nổ rất khủng khiếp trước sự kinh hãi của mọi người. Khi biết Soto đã không dùng đến ngọn lửa thì Bakugo liền nổi điên lên, bởi vì chiến thắng mà đối thủ không tung ra hết sức thì không có ý nghĩa gì đối với Bakugo cả. Và Midnight đã tuyên bố Bakugo là người chiến thắng do Soto đã bị vụ nổ thổi bay ra khỏi sân. Ngay sau đó thì cả sân vận động đã bắn pháo hoa rợp trời để bắt đầu buổi lễ trao giải. Nhưng thấy Bakugo cứ gầm gừ như một con chó dại nên All Might đã phải treo cái huy chương vàng ở trong mồm cậu ta luôn. Và cuối cùng thì kỳ hội thao năm nay của trường UA cũng đã kết thúc một cách cực kỳ tốt đẹp. Tối hôm đó, Tenya đã vội vàng chạy tới bệnh viện để xem tình hình của Ingenium, và Tenya đã hoảng hốt biết được rằng anh trai cậu đã bị gã Stain đánh cho bại liệt cả hai chân. Mẹ Soto đã bị Endeavor tống vào bệnh viện sau khi hắt nước sôi lên mặt cậu ta, nhưng hôm nay Soto lại đột nhiên muốn đi thăm mẹ sau bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần đó. Vì Soto tin rằng nếu như nói chuyện với mẹ thì cậu ta sẽ gỡ bỏ được sự rối bời ở trong lòng. Các học sinh lớp A đang cực kỳ vui sướng vì họ đã trở nên rất là nổi tiếng sau hội thao vừa rồi, và vết thương của Aizawa đã đỡ hơn trước khá nhiều nên ông không còn phải quấn băng nữa. Aizawa vừa nói rằng hôm nay cả lớp sẽ được chọn biệt danh thì bọn họ đã tỏ ra rất phấn khích, và sắp tới bọn họ cũng sẽ được nhà trường gửi đi thực tập ở chỗ các anh hùng chuyên nghiệp.
Để đề phòng mọi người không chọn cái tên nào dị hợm nên Aizawa đã mời Midnight tới đây để tư vấn cho bọn họ, còn Aizawa thì lăn ra nằm ngủ bởi ông ấy chả hiểu gì về việc đặt biệt danh cả. Ngay sau đó, Aoyama đã tự đặt biệt danh cho mình là anh hùng lấp lánh làm cho cả lớp đơ hết luôn, và Mina đã chọn biệt danh là nữ hoàng ngoài hành tinh nhưng lại bị Midnight từ chối ngay. Vì hai đứa đầu tiên toàn đặt mấy cái biệt danh ngớ ngẩn nên mọi người đã phải cố nghĩ ra những cái tên thật hay để được Midnight chấp thuận. Nhưng Soto thì lại lấy tên thật của cậu luôn cho nhanh, và Bakugo đang định đặt là Bộc Sát Vương cho ngầu thì lại bị Midnight với mọi người phản đối. Vì phải chịu vết thương quá nặng nên anh trai của Tenya sẽ không thể làm anh hùng được nữa. Và anh ta hy vọng là Tenya sẽ kế thừa lại cái tên Ingenium của mình khi cậu trở thành anh hùng. Nhưng Tenya cho rằng bản thân vẫn chưa đủ mạnh để lấy cái tên đó nên cậu đã chọn tên thật. Deku thì chọn luôn cái biệt danh Deku do Bakugo đặt cho cậu hồi nhỏ mặc dù tên thật của cậu là Izuku, còn Bakugo thì vẫn đòi đặt biệt danh là Bộc Sát Vương cho bằng được thì thôi. Sau khi đặt biệt danh xong thì Aizawa đã đưa cho cả lớp danh sách các văn phòng anh hùng để bọn họ chọn khi đi thực tập, và thằng Mineta mê gái đã chọn nữ anh hùng Mountain Lady ngay lập tức. Deku đang không biết phải chọn chỗ nào thực tập thì Ôn Mai đột nhiên tới gọi cậu ấy ra ngoài, và hóa ra là Ôn Mai muốn cậu ấy tới chỗ anh hùng Gran Torino cũng chính là thầy của Ôn Mai. Sáng hôm sau, Aizawa đã ra ga tàu để tiễn cả lớp đi thực tập. Nhưng Deku đột nhiên phát hiện ra Tenya sẽ đi thực tập tại nơi mà Ingenium bị Stain đánh bại bởi vì Tenya muốn tìm hắn để trả thù cho anh trai mình. Deku vừa tìm tới nhà Gran Torino thì liền hoảng hốt nhìn thấy ông ấy đang nằm trên một vũng máu, nhưng hóa ra là ông ta chỉ lỡ đánh rơi đĩa xúc xích với tương cà chua rồi vô tình ngã đè lên trên. Thấy Gran Torino là một ông già lẩm cẩm thì Deku đã lo lắng không biết cậu có đến đúng địa chỉ hay không. Nhưng Gran Torino bỗng dưng nói Deku dùng năng lực One for All để đấu với ông ấy. Nghe theo lời Gran Torino thì Deku liền mặc bộ đồ anh hùng của mình lên rồi sẵn sàng chiến đấu. Nhưng Gran Torino lại tiếp tục di chuyển với tốc độ rất là nhanh làm cho Deku không thể theo kịp, và Deku đã bị ông ấy hạ gục dễ dàng mà vẫn chưa thể đánh trúng người ông được phát nào cả. Gran Torino sau đó đã nói Deku thử suy nghĩ về trận đấu vừa rồi trong lúc ông ấy đi mua đồ ăn. Còn trong lúc này thì Tenya đã tới thực tập tại thành phố Hosu nơi anh trai cậu bị Stain đánh bại. Và Hosu cũng chính là nơi mà Stain thường gây án nên Tenya tin là hắn sẽ sớm xuất hiện ở đây. Kurogiri đã đưa Stain đến gặp Tomura là để mời hắn gia nhập vào liên minh tội phạm của chúng. Nhưng Stain lại không ưa gì đám tội phạm chỉ biết chém giết cho vui như Tomura nên hắn ta đã từ chối ngay lập tức. Bakugo đã đi đến Tokyo để thực tập tại văn phòng của anh hùng Quần Dinh, nhưng thấy Bakugo quá hung hăng nên Quần Dinh đã phải dùng năng lực của mình để trói cậu lại. Và Quần Dinh quyết tâm là sẽ rèn luyện Bakugo trở thành một người mẫu mực biết kiềm chế bản thân. Trong khi đó, Ichiro cùng Tetsu đã tình cờ thực tập chung tại văn phòng của anh hùng Hào Hiệp, còn Ochako thì đang đi thực tập tại chỗ của anh hùng Gunhead để rèn luyện kỹ năng cận chiến. Momo cùng với cô lớp trưởng lớp B Isuka đã đi thực tập ở chỗ của anh hùng Tóc Rắn kiêm diễn viên người mẫu, nhưng hóa ra Tóc Rắn nhận hai cô gái tới đây thực tập chỉ vì thấy xinh mà thôi. Khác với suy nghĩ ban đầu thì Mineta lúc này đang phải còng lưng dọn dẹp nhà cửa cho Mountain Lady, và mặc dù không thích ông bố nhưng Soto vẫn chọn văn phòng của Endeavor làm nơi thực tập. Sáng hôm sau, Gran Torino chợt thấy người Deku bẩn như lợn vì cậu đã tập luyện suốt cả đêm, và trong lúc đang hâm thức ăn thì Deku bỗng nhận ra lâu nay cậu đã dùng One for All sai cách. Cho tới tận lúc này Deku vẫn thường dùng One for All lên một bộ phận cơ thể mỗi khi cần tới nó. Nhưng sau khi nhận ra chỗ sai thì Deku đã cho One for All lan ra khắp cơ thể rồi điều chỉnh sức mạnh nằm ở mức 5%. Gran Torino đã tỏ ra rất vui vì Deku đã có một chút tiến bộ ngay trong ngày đầu thực tập của mình, và Gran Torino đã nói Deku đấu lại với ông xem có gì khác biệt hơn so với hôm qua hay không. Tuy nhiên, Deku vẫn không thể theo kịp Gran Torino mặc dù đã nhìn thấy rõ chuyển động của ông ấy hơn. Nhưng càng chiến đấu thì Deku lại càng quen dần với tốc độ của Gran Torino nên cậu đã có thể gây ra được một vết xước nhỏ ở trên mặt của ông ấy. Những người khác hiện giờ cũng đang cố gắng rèn luyện chăm chỉ ở nơi thực tập của bọn họ. Nhưng Bakugo lại bị anh hùng Quần Dinh bắt cắt tóc gọn gàng để làm một thanh niên nghiêm túc, còn Tóc Rắn thì suốt ngày đi làm mẫu ảnh chứ chả dạy cho Momo với Isuka được cái gì cả. Trong lúc này, Tomura cùng với Kurogiri đã bị Stain đập cho một trận mà không thể phản kháng. Nhưng may là Tomura đã kịp thời phá hủy được thanh kiếm của Stain trước khi bị hắn ta xử đẹp. Và Stain đã từ chối gia nhập liên minh tội phạm rồi yêu cầu Kurogiri đưa hắn ta quay trở lại Hosu. Hóa ra, Stain cho rằng ngoại trừ Ôn Mai ra thì lũ anh hùng hiện giờ toàn là một bọn hám danh. Cho nên Stain mới quyết định thanh lọc bớt anh hùng để giúp cho xã hội này trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng Tomura lại chả quan tâm tới lý tưởng của Stain bởi hắn chỉ muốn tàn phá mọi thứ mà thôi. Và Tomura đã gọi ba tên Nomu ra tàn phá Hosu để cho đỡ bực sau khi bị Stain đập cho một trận. Sau nhiều ngày tập luyện ở nhà thì Gran Torino quyết định là sẽ đưa Deku đi chiến đấu với tội phạm.
Nhưng vừa đi qua Honshu thì chuyến tàu của bọn họ lại bị một con Nomu của tên Tomura tấn công, cho nên Gran Torino đã vội vã đẩy nó ra khỏi tàu để cứu các hành khách. Trong lúc này, hai con Nomu khác đang tàn phá nơi này làm cho người dân phải bỏ chạy tán loạn. Và trên đường chạy tới chỗ bọn chúng thì Tenya đã vô tình nhìn thấy Sten đang tấn công anh hùng bản địa. Nhưng vừa mới lao tới ngăn Sten thì Tenya liền bị hắn ta chém bay cả mũ giáp. Khi biết Tenya chỉ là một học sinh thì Sten đã tha cho cậu ta vì hắn không đánh đàn bà con nít. Nhưng Tenya lại muốn ở lại tử chiến với hắn một trận để trả thù cho ông anh Ingenium của mình. Khi nhận ra kẻ vừa tấn công đoàn tàu là một con Nomu thì Deku liền vội vã đuổi theo Gran Torino. Và Deku đã vô tình gặp được các anh hùng ở nơi này đang phải chiến đấu với hai tên Nomu khác. Nhưng Deku đã thắc mắc khi không thấy Tenya vì cậu biết Tenya đang thực tập ở thành phố này. Tenya lúc này vẫn đang cố gắng chiến đấu với Sten để trả thù cho anh trai. Nhưng Sten lại quá mạnh nên Tenya đã nhanh chóng bị hắn ta hạ gục một cách cực kỳ dễ dàng. Từ khi còn nhỏ thì Tenya vẫn luôn ngưỡng mộ Ingenium vì mới còn trẻ mà anh đã làm một anh hùng hàng top đầu. Cho nên khi biết anh mình không thể làm anh hùng được nữa thì Tenya đã cảm thấy rất đau đớn. Tuy nhiên, Sten lại cho rằng một anh hùng thì không nên sử dụng năng lực để trả thù như Tenya, mà một anh hùng thực sự phải sử dụng sức mạnh của mình để cứu những người gặp khó khăn. Sten đã dùng năng lực của hắn để khiến cho Tenya không thể cử động nổi, và ngay khi Sten chuẩn bị kết liễu Tenya thì Deku chợt lao tới đấm văng hắn đi để cứu Tenya. Hóa ra, khi không thấy Tenya đi cùng với các anh hùng ở đây thì Deku đã chạy hết mọi ngóc ngách để tìm cậu ta. Nhưng Tenya lại nói Deku không được can thiệp vì cậu ta muốn tự tay đánh bại Sten để trả thù. Tuy nhiên, Deku vẫn không nghe theo rồi gửi tọa độ cùng với lời cầu cứu tới bạn bè trong lớp A. Và mặc cho Tenya can ngăn thì Deku vẫn muốn chiến đấu với Sten vì nhiệm vụ của một anh hùng là ngăn chặn kẻ xấu. Deku sau đó đã dùng 5% sức mạnh rồi luồn ra sau lưng Sten để đấm hắn một cú cực kỳ mạnh. Nhưng Sten vẫn có thể chém sượt qua Deku rồi làm cho cậu ấy bất động. Và Deku nhận ra nếu Sten nếm máu của ai thì hắn có thể làm cho người đó bất động tạm thời. Sten đã tha mạng Deku vì hắn cho rằng cậu là một anh hùng đích thực chứ không hành động ích kỷ như Tenya. Và Sten đang định lấy mạng Tenya thì Soto đã xuất hiện sau khi nhận được tin nhắn từ Deku. Nhưng Deku tỏ ra rất bất ngờ khi thấy Soto đang sử dụng ngọn lửa của cậu ta. Deku đã cho Soto biết về năng lực của Sten nên cậu ta đã cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Và ngay lúc Soto đang bị Sten áp đảo thì Deku bỗng cử động lại được rồi lao đến đấm hắn ta. Hóa ra, năng lực ngưng huyết của Sten không thể làm những người có nhóm máu O như Deku bất động lâu, còn Tenya với anh hùng bản địa thì vẫn chưa cử động nổi vì có nhóm máu khác. Deku đã đánh cận chiến với Sten để Soto đứng ở phía sau thoải mái xả kỹ năng, và sau khi tới gặp mẹ thì Soto đã gỡ bỏ được sự rối bời trong lòng rồi quyết định là sẽ sử dụng phần lửa. Đồng thời cậu ta cũng chấp nhận đi đến thực tập tại văn phòng của bố để học hỏi kinh nghiệm. Sten lại một lần nữa chém trúng Deku rồi nếm máu để khiến cậu ấy bất động. Và ngay khi Sten chuẩn bị chém trúng Soto thì Tenya đột nhiên cử động trở lại được rồi nhảy ra đá văng hắn đi. Tenya đã xin lỗi Deku cùng với Soto vì đã để ham muốn báo thù làm ảnh hưởng tới công việc. Nhưng Sten vẫn cho rằng Tenya sẽ trở thành một anh hùng chỉ biết dùng sức mạnh cho mục đích cá nhân. Và Sten đang định tấn công Tenya thì Soto liền sử dụng ngọn lửa để ngăn hắn ta lại. Động cơ của Tenya lúc này đã bị chết máy sau khi dùng chiêu siêu tốc độ để cứu Soto hồi nãy. Và khi thấy Sten phóng một dao về phía Soto thì Tenya liền đưa tay ra đỡ đòn đó cho thằng bạn. Tenya đã nói Soto đóng băng chân của mình lại để làm mát động cơ, và sau khi động cơ được làm mát thì Tenya đã có thể sử dụng lại kỹ năng siêu tốc độ của mình. Ngay khi Tenya lao lên tấn công Sten thì cũng là lúc Deku vừa cử động lại được, nên hai người họ đã cùng lúc tiếp cận Sten từ hai phía rồi dùng hết sức tung đòn để hạ gục hắn. Trong lúc này, Gran Torino vẫn đang phải chiến đấu với tên Nomu tấn công chuyến tàu hồi nãy, nhưng Endeavor bỗng xuất hiện rồi thiêu đốt hắn bằng một ngọn lửa để hỗ trợ Gran Torino. Tuy nhiên, tên Nomu gầy gò này lại có thể hấp thụ ngọn lửa của Endeavor rồi giải phóng nó ra, và hắn ta đang định tấn công Endeavor thì Gran Torino đã hạ gục hắn bằng một phát đạp mạnh khủng khiếp. Hóa ra, hai cha con Soto đã nhanh chóng đi tới thành phố Honshu này khi nghe tin có tội phạm xuất hiện, nhưng Soto chợt nhận được tin nhắn cầu cứu từ Deku nên cậu ta liền tách khỏi nhóm của bố. Sau khi Deku với Tenya cùng tung ra một đòn gọng kềm thì Soto liền phun lửa về phía Sten và loạt đòn kết hợp của bọn họ đã làm cho Sten bị trọng thương không thể cự quậy nổi nữa. Trong lúc này, các anh hùng ở thành phố Honshu hiện đang bị áp đảo trước sức mạnh khủng khiếp của lũ Nomu. Nhưng Endeavor đã nhanh chóng xuất hiện để hỗ trợ cho bọn họ và ông ta đã dễ dàng hạ gục được một tên Nomu màu đen bằng ngọn lửa siêu nóng của mình. Endeavor đã nói các anh hùng đi hỗ trợ cho Soto trong khi ông ta ở đây chiến đấu với lũ Nomu. Và vừa tìm được Deku thì Gran Torino liền đá cho cậu ấy một phát vì dám chạy đi lung tung. Ngay sau đó, các anh hùng khác cũng đã đến được nơi này để hỗ trợ nhóm Deku, nhưng bọn họ đã tỏ ra rất kinh ngạc khi biết nhóm cậu ấy đã bắt được kẻ giết anh hùng Sten. Tuy nhiên,
một tên nô mù có cánh bỗng dưng bay tới bắt Deku đi trước sự hốt hoảng của tất cả mọi người. Nhưng Stain đột nhiên tỉnh lại rồi đuổi theo hạ gục tên nô mù đó trong nháy mắt để cứu cậu ấy. Endeavor vừa chạy đến nơi này thì Stain chợt tỏ ra rất tức giận và hắn đã phát ra một luồng sát khí khổng lồ khiến cho ai nấy cũng đều nổi hết cả da gà. Nhưng Stain lại bỗng dưng bị ngất đi ngay trong lúc đang đứng do hắn lúc này đã quá kiệt sức. Khi biết cả ba tên nô mu của mình đều đã bị tiêu diệt thì Tomura liền tức giận trở về khu căn cứ và sau khi cuộc chiến kết thúc thì Deku với hai thằng bạn đã được đưa đến bệnh viện trị thương. Cảnh sát trưởng đầu chó của sở cảnh sát Hosu cũng đã đến gặp nhóm Deku khi biết bọn họ là người đã đánh bại Stain. Nhưng nhóm bọn họ đã vi phạm nghiêm trọng luật sử dụng năng lực vì học sinh như họ không được phép sử dụng năng lực lung tung dù là chiến đấu với tội phạm. Tuy nhiên, do lần này Deku với hai cậu bạn đã lập công lớn khi bắt được kẻ giết anh hùng Stain, cho nên ông cảnh sát sẽ không trách phạt hay công bố chuyện bọn họ đã chiến đấu với Stain ra. Và bên cảnh sát sẽ công bố Endeavor là người đã đánh bại Stain để chuyện bọn họ dùng năng lực lung tung không bị lộ ra ngoài. Sau khi bị bắt thì báo chí đã liên tục cho Stain lên trang nhất, nên Tomura đã rất tức giận vì hắn đã phá hủy cả thành phố mà chả thấy tờ nào nhắc tới tên hắn. Bakugo lúc này đã bị anh hùng quần jean bắt phải mặc quần jean giống như mọi người trong đội anh ta, còn Momo cùng với Isuka thì đang bận đi đóng quảng cáo dầu gội đầu với tóc rắn. Và khi được Ochako gọi điện hỏi thăm thì Deku đã sướng không chịu được vì đây là lần đầu cậu được gọi điện với gái. Cánh tay trái của Tenya có thể sẽ bị biến chứng trong tương lai bởi vì vết thương do Stain gây ra khá nặng. Và dù ghét Stain nhưng Tenya vẫn phải công nhận là hắn đã đúng khi nói cậu là một kẻ ích kỷ, cho nên Tenya sẽ không bao giờ để thù hận làm mờ mắt nữa. Gran Torino bỗng dưng gọi điện cho All Might khiến cho ông ấy sợ đến mức phun luôn cả máu. Nhưng Gran Torino lúc này đang cảm thấy lo lắng cho tình hình của thế giới trong thời gian tới. Bởi vì Gran Torino đã nhận ra kẻ đang đứng sau chỉ đạo liên minh tội phạm chính là All For One và chính hắn là kẻ đã gây ra vết thương chí mạng khiến cho All Might bị biến thành chú nghiện. Về phần Stain thì hắn ta vốn là một gã rất hâm mộ All Might, cho nên khi thấy anh hùng thời nay chỉ quan tâm đến tiền tài thì Stain đã kêu gọi mọi người thay đổi hệ tư tưởng của các anh hùng. Nhưng thấy nói mồm thì không ăn thua gì nên Stain đã tự mình đi thanh lọc các anh hùng luôn. Hôm nay là ngày các học sinh năm nhất khoa anh hùng của trường EA kết thúc khóa thực tập, nên Deku đã cảm ơn Gran Torino vì đã giúp đỡ cậu ấy suốt thời gian qua rồi chào tạm biệt ông. Và Gran Torino tin rằng Deku sẽ vượt qua All Might để trở thành một biểu tượng mới của hòa bình. Vừa trở về trường thì không đứa nào có thể nhịn cười nổi khi thấy mái tóc vuốt keo của Bakugo và cả lớp đã hào hứng kể cho nhau nghe về mấy ngày thực tập ở chỗ các anh hùng của bọn họ. Trong tiết học đầu tiên thì All Might muốn kiểm tra năng lực của cả lớp sau kỳ thực tập vừa qua tại một cái nhà máy. Và họ sẽ chia thành nhóm 5 người rồi lần lượt đua xem ai sẽ tới được chỗ của ông ấy đầu tiên. Deku sẽ phải tham gia lượt chạy đua đầu tiên cùng với 4 người bạn khác và những người đang quan sát đều nghĩ rằng Deku sẽ không thể thắng được vì vòng này toàn là mấy đứa có năng lực rất cơ động. Nhưng bọn họ đã bất ngờ nhìn thấy Deku dễ dàng vượt lên trước nhờ dùng 5% của One For All. Tuy nhiên, khi chạy gần đến đích thì Deku lại bị trượt chân, cho nên Zero đã giành được chiến thắng nhờ có kỹ năng bắn băng keo rồi đu như người nhện. Nhưng All Might vẫn rất kinh ngạc về sự tiến bộ của Deku rồi nói cậu tới gặp ông ấy sau giờ học. Cuối ngày hôm đó Deku đã đi đến phòng của All Might theo lời dặn của ông và All Might muốn kể cho Deku nghe về mục đích cũng như nguồn gốc thực sự của One For All. All Might cho biết rằng năng lực One For All chỉ có thể chuyển giao được nếu như người sở hữu muốn làm điều đó, nhưng khi người sở hữu muốn thì vẫn có thể cưỡng chế chuyển giao nó cho những người khác. Từ rất lâu về trước đã từng tồn tại một kẻ có khả năng cướp đoạt năng lực được gọi là All For One. Và All For One cũng có thể truyền những năng lực bị hắn cướp đoạt sang người khác nếu muốn. Nhưng khi một người được truyền quá nhiều năng lực thì sẽ bị quá tải rồi biến thành một con quái vật vô tri như lũ nô mù. All For One từng có một người em trai vô năng nhưng lại rất lương thiện và khi thấy All For One làm những điều sai trái thì cậu em trai đó luôn tìm cách ngăn cản hắn ta. Và một lần nọ thì All For One đã thử truyền một lượng lớn năng lực vào người của em trai hắn, nhưng thay vì bị biến thành nô mù thì người em trai đó lại thức tỉnh được sức mạnh All For One. Tuy nhiên, người em trai vẫn không thể đánh bại được All For One nên đã truyền lại năng lực của mình cho thế hệ sau. Và đến thời của All Might thì ông ấy đã thành công hạ được All For One, nhưng không hiểu bằng cách nào mà hắn ta vẫn còn sống rồi thành lập nên liên minh tội phạm. Là một người được thừa hưởng sức mạnh All For All thì Deku sẽ phải gánh vác trọng trách tiêu diệt All For One, nhưng Deku tin là cậu có thể làm được mọi thứ nếu như có All Might ở bên cạnh. Chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ nên mấy đứa học kém như Denki đã tỏ ra cực kỳ lo lắng. Nhưng bọn họ lại không thể tin được một đứa như Mineta lại đứng thứ 9 lớp trong đợt thi giữa kỳ. Còn mấy đứa học giỏi như Deku với Soto thì chẳng tỏ vẻ gì lo lắng về kỳ thi cuối kỳ sắp tới cả. Với vai trò là lớp phó học tập cũng như là người học giỏi nhất trong phần lý thuyết thì Momo đã đề nghị kèm cặp các bạn học kém. Và mặc dù hơi cục xúc nhưng Bakugo cũng học rất giỏi nên Ichiro đã nhờ cậu ta kèm cặp mình.
Bakugo vẫn còn cay cú sau khi nhìn thấy Deku đã biết cách kiểm soát năng lực của cậu ấy, cho nên Bakugo đã quyết tâm là nhất định sẽ đánh bại cậu ấy cùng với Soto trong kỳ thi này. Sáng hôm sau, khi tới nhà Momo học nhóm thì lũ bạn đã tỏ ra cực kỳ kinh hãi trước độ giàu có của nhà cô ấy. Và cái phòng khách của nhà cô ấy còn to bằng cả căn nhà của mấy đứa thường dân này luôn. Những ngày sau đó thì mọi người đã liên tục ôn tập rất chăm chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ và cả lớp đã thành công qua được phần thi lý thuyết một cách hết sức tốt đẹp. Tuy nhiên, do tội phạm gần đây xuất hiện khá nhiều nên cả lớp sẽ phải hoàn thành thêm một phần thực hành. Và bọn họ sẽ được ghép thành từng đội hai người để chiến đấu với các giáo viên ở đây. Nhưng Deku với Bakugo đã rất bất ngờ khi biết bọn họ sẽ là một đội để chiến đấu với All Might. Để qua được bài thi này thì các học sinh cần phải đeo được một cái còng lên tay của các thầy cô. Hoặc một trong hai thành viên trong đội phải chạy qua được cánh cửa do thầy cô canh giữ. Và để cho công bằng thì các thầy cô sẽ đeo một loại tạ rất nặng được chế tạo bởi con nhỏ mây. Trong trận đầu tiên thì Ichiro cùng với cậu bạn Sato sẽ đấu với thầy Cementos và năng lực của Sato chính là gia tăng sức mạnh bằng cách ăn đồ ngọt. Cementos đã tạo ra hàng chục bức tường bê tông bằng năng lực bê tông của anh ta để ngăn cản Ichiro với Sato. Và vốn là loại tay to óc nhỏ nên hai thằng này chỉ biết dùng sức đấm vỡ mấy lớp tường bê tông, nhưng mới đấm được có một hồi thì hai thằng liền thở hổn hển vì kiệt sức. Cementos đã nhấn chìm Ichiro với Sato vào trong một núi xi măng, và do cả hai đều đã bị bất tỉnh nên đội của bọn họ sẽ bị đánh trượt trong phần thi thực hành. Trong trận thứ hai thì Fumi Kage cùng Sui sẽ phải đấu với ông thầy Ectoplasm có khả năng tạo ra phân thân từ hơi thở. Và ông ta đã tạo ra hàng loạt phân thân để chiến đấu với hai người họ, nhưng nhờ kết hợp nhịp nhàng với nhau nên bọn họ đã có thể hạ được toàn bộ các phân thân. Tuy nhiên, Ectoplasm lại tạo ra một phân thân khổng lồ rồi cho nó giam chặt hai bọn họ lên người, nhưng Sui đã bí mật nuốt cái còng số 8 vào trong dạ dày bằng năng lực người nhái của cô ấy. Và Fumi Kage đã ra lệnh cho cái bóng của mình khóa cái còng vào tay Ectoplasm nhân lúc ông ta không chú ý để giành chiến thắng. Trong trận thứ 3 thì Tenya cùng Masirao sẽ phải đấu với Power Loader và anh ta đã dùng cỗ máy của mình để đào cả chục cái hố bẫy ở quanh lối thoát. Tuy nhiên, Tenya đã cõng Masirao trên lưng rồi dùng siêu tốc độ để lao thẳng lên không trung và Tenya đã cho động cơ chạy hết công suất rồi đá Masirao qua lối thoát để giành chiến thắng. Trong trận đấu sau đó thì Soto cùng Momo sẽ phải đấu với Aizawa trong một khu dân cư giả. Nhưng trận đấu vừa bắt đầu thì Aizawa bỗng từ đâu xuất hiện bắt trói Soto bằng đoạn dây của mình rồi treo Soto lên cột điện. Cho nên Soto đã vội vàng nói Momo chạy thẳng đến lối thoát để giúp đội bọn họ chiến thắng. Tuy nhiên, vừa chạy được một đoạn thì Momo chợt quay trở lại và cô đã dùng năng lực tạo ra bom gây choáng rồi ném về phía Aizawa để có cơ hội cứu Soto. Hai người họ đã phải cố chạy ra khỏi tầm nhìn của Aizawa để không bị ông ấy xóa bỏ năng lực và nhân lúc Aizawa chớp mắt thì Soto liền tạo ra một bức tường băng để ngăn ông ấy đuổi theo. Trong lúc Aizawa đang bị chặn ở phía bên kia thì Momo liền dùng năng lực sáng tạo để tạo ra một đống dây làm từ kim loại ghi nhớ. Còn Aizawa thì vẫn bình thản vì dù sao thì lối thoát vẫn đang ở sau lưng ông ấy. Ngay sau đó, Aizawa chợt nhìn thấy Momo cùng Soto đang trùm vải chạy để cố tránh năng lực của ông ấy. Và Aizawa vừa lao tới lột tấm vải ra thì Momo liền bắn đống dây làm từ kim loại ghi nhớ về phía ông bằng máy bắn đá. Còn Soto thì phóng lửa ra làm cho đống dây quấn lấy Aizawa vì kim loại ghi nhớ sẽ trở về hình dạng cũ khi gặp nhiệt độ cao. Cho nên bọn họ đã dễ dàng bắt được Aizawa để vượt qua kỳ thi cuối kỳ này. Trong lúc đang chống chọi với năng lực hố đen của 13 thì Aozama chợt quay sang hỏi Ochako là có phải cô ấy thích thầm Deku hay không và Ochako đã tỏ ra cực kỳ xấu hổ rồi thả hai tay ra. Nhưng khi bị hút về phía 13 thì cô đã khống chế 13 bằng kỹ năng học được khi đi thực tập, cho nên nhóm của Aozama với Ochako cũng đã thành công vượt qua được phần thi thực hành. Ngay sau đó, Denki cùng Mina đã đi vào trong một nhà máy rộng lớn để đấu với thầy hiệu trưởng và thầy hiệu trưởng đã lái máy cẩu từ một nơi nào đó rồi phá từng khu vực xung quanh ông ấy. Tuy nhiên, những vụ sụp đổ nhỏ đó vẫn lan đến tận chỗ Denki với Mina theo hiệu ứng domino bởi vì năng lực của thầy hiệu trưởng cho phép ông ấy tính toán được những thứ nhỏ nhất mà người thường không thể. Và ông ấy đã dễ dàng chặn hết toàn bộ lối thoát của Denki cùng Mina, cho nên nhóm của bọn họ đã không thể hoàn thành được bài thực hành. Ochako lúc này cũng đã chạy tới phòng quan sát để xem những người khác thi đấu, nhưng vừa nhìn thấy Deku thì Ochako chợt cảm thấy xấu hổ do câu hỏi hồi nãy của Aozama. Trong lúc này, Kyoka cùng với cậu bạn Koji đang phải đối đầu với thầy Present Mike, và Present Mike có khả năng tấn công từ xa bằng âm thanh khiến cho họ không thể lại gần nổi. Kyoka biết rõ năng lực của Koji chính là điều khiển động vật, cho nên Kyoka đã nói Koji thử điều khiển côn trùng để dọa Present Mike. Nhưng Kyoka vừa phá một cái tổ đầy rết thì Koji liền hét toáng lên vì cậu ta cực kỳ sợ côn trùng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Kyoka bị âm thanh của Present Mike làm cho chảy cả máu tai thì Koji liền lấy hết can đảm để điều khiển lũ côn trùng.
và cậu ta đã cho cả một đàn côn trùng chui từ dưới đất lên dọa cho ông thầy ngất luôn tại chỗ, cho nên Kyoka với Koji đã thành công chạy qua được lối thoát để hoàn thành bài thi học kỳ. Đội của Soji với Hagakure đã được sắp xếp chiến đấu với thầy Sniper và Soji đã dùng cơ thể to lớn của mình để thu hút sự chú ý từ ông ta, nên Hagakure đã có thể dễ dàng còng được tay của Sniper nhờ vào năng lực tàng hình của cô. Deku với các bạn ở phòng quan sát đã rất vui mừng khi thấy phần lớn đều đã qua được bài thi thực hành, nhưng bọn họ chợt thấy Mineta lúc này đang vừa chạy vừa khóc ở trong sân thi đấu. Hóa ra, nhóm của Mineta cùng Zero đã được sắp xếp đấu với Midnight và cô ấy đã dùng năng lực hương gây mê của mình để ru ngủ Zero khi bọn họ tới gần lối thoát. Nhưng thằng Mineta lại muốn mình là người được cô ấy ru ngủ thay cho Zero. Tuy nhiên, Mineta vẫn thành công ném được những cục dính dính của mình trúng Midnight để khiến cho cô ấy bị dính chặt lại một chỗ. Và nhân cơ hội đó thì Mineta đã vội vàng cõng Zero tới lối thoát để hoàn thành bài thi thực hành. Sau khi mọi người hoàn thành xong bài thi của bọn họ thì cũng là lúc Deku cùng Bakugo sẽ phải đối mặt với All Might. Và Deku đã cố đi theo bàn bạc chiến lược với Bakugo vì All Might rất mạnh, nhưng Bakugo lại đấm cho Deku một phát rồi nói rằng cậu ta sẽ tự mình đánh bại được All Might. Tuy nhiên, All Might đột nhiên đấm một cú cực mạnh khiến cho cả thành phố giả này nát bét luôn. Và khi nhìn thấy ông ấy sừng sững đi đến trước mặt thì Deku với Bakugo đã tỏ ra rất là kinh hãi. Nhưng Bakugo vẫn liều mạng lao lên chiến đấu để rồi bị ông ấy đập cho không trượt một phát nào. Thấy không thể nào đánh được All Might nên Deku đã nảy ra ý định chạy thẳng về phía lối thoát. Nhưng All Might đã ghì chặt cậu xuống đất bằng một cái hàng rào rồi đấm cho Bakugo ói mửa luôn. Deku đã dùng All In One để thoát ra khỏi cái hàng rào rồi vội vàng đưa Bakugo trốn khỏi chỗ đó. Và sau khi bị All Might đấm cho ói mửa thì Bakugo đành phải chấp nhận lên kế hoạch với Deku. Ngay sau đó, All Might đang chạy về giữa lối thoát thì Bakugo đột nhiên lao ra bắn một quả bộc phá vào mặt ông và Deku cũng đã cầm theo một cái bao tay của Bakugo rồi bắn All Might từ phía sau. Nhân lúc All Might đang bị giữ chân bởi vụ nổ thì Deku với Bakugo đã vội vàng chạy tới lối thoát. Và All Might đã tỏ ra rất vui khi thấy Deku với Bakugo cuối cùng cũng đã chịu hợp tác với nhau. Nhưng khi Deku với Bakugo chạy gần đến lối thoát thì All Might bỗng dưng đuổi theo kịp bọn họ. All Might đã đấm cho Deku với Bakugo như là bao cát di động trước sự kinh hãi của những bạn bè đang theo dõi. Nhưng Bakugo đã tung một đòn bộc phá cực kỳ mạnh để đẩy lùi All Might ra xa và nhân cơ hội đó thì Bakugo đã vội vã ném Deku bay thẳng về phía lối thoát. Tuy nhiên, All Might đã xoay người húc trúng Deku một cái làm cho cậu ấy gãy luôn cả lưng. Và thấy vậy thì Bakugo đã cố cầm chân All Might cho đến chút sức lực cuối cùng để Deku có thể đi tới lối thoát. Nhưng Deku đã quay lại đấm cho All Might một phát rồi bồng theo Bakugo chạy đến lối thoát luôn. Deku cuối cùng cũng đã đưa được Bakugo vượt qua lối thoát trước sự vui mừng của mọi người. Và hai người bọn họ đã được đưa đến phòng khám của bà cụ y tá để điều trị sau khi bị All Might đập như bao cát. Trong lúc này, một thằng mặt sẹo tên là Dabi với một đứa con gái trung học tên là Toga đã đi tới gặp Tomura để xin gia nhập vào liên minh tội phạm. Nhưng Tomura đã từ chối vì Dabi thì nhìn cực kỳ vênh váo còn Toga thì nói năng như là bị khủng. Mấy đứa thi trượt phần thực hành đã khóc nức nở vì sẽ phải học bổ túc mà không được đi chạy hè với lớp. Nhưng khi Aizawa cho biết mấy đứa thi trượt cũng sẽ được đi chạy hè thì cả bọn liền vui như Tết. Cho nên Hagakure đã đề nghị cả lớp cùng nhau đi mua sắm để chuẩn bị đồ cho chạy hè sắp tới. Sáng hôm sau, mọi người đã tập trung đến khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố và do mỗi người đều muốn mua những món khác nhau nên cả lớp đã chia ra mua cho nhanh. Còn Ochako vẫn không dám đi chung với Deku vì cô vẫn còn ngại cậu ấy chuyện hôm trước. Deku đang đứng một mình thì một gã thanh niên đột nhiên đi tới quàng vai cậu ấy, nhưng Deku đã hoảng hốt nhận ra gã thanh niên với bộ mặt ghê rợn này chính là tên Tomura. Tomura đã đặt tay lên cổ Deku để bắt cậu ấy nói chuyện với hắn và không muốn bị hắn dùng năng lực ăn mòn lên người mình nên Deku đành phải nghe theo. Hóa ra, Tomura thắc mắc tại sao mọi người chỉ biết đến Stain mà không biết tới hắn, trong khi hắn chính là người đã thả lũ Nomu ra tàn phá khắp cả thành phố Hosu lần trước. Tuy nhiên, Deku lại cho biết Stain nổi hơn Tomura là vì Stain có mục đích với lý tưởng rõ ràng, còn hắn xưa nay vẫn chỉ là một tên tội phạm chỉ tấn công bừa bãi chứ không có mục đích gì cả. Và khi nghe thấy điều đó thì Tomura đã vui mừng nhận ra thứ mà hắn còn thiếu chính là lý tưởng. Ngay sau đó, Ochako bỗng dưng quay trở lại đây nên Tomura đã thả cậu ấy ra rồi lặng lẽ rời đi. Và chiều hôm đó thì Deku đã đến sở cảnh sát để khai báo mọi thứ về cuộc trò chuyện giữa cậu ấy với Tomura cho anh cảnh sát Sukauchi. Nên Sukauchi cho rằng đám liên minh tội phạm sắp tới có thể sẽ còn hoạt động mạnh hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã xem hết video tóm tắt bộ anime Học viện Anh hùng mùa 2 và đừng quên nhấn nút đăng ký cùng với nút chuông để nhận thông báo khi kênh ra video mới.